Đây, một thùng Hitachi nha mọi người, thùng Hitachi nha. Đấy. Thùng này thì mình chỉ cho mọi người đây. Cái đường văng phía sau này nó bị mắc là người ta chế cái dây thép vào này. Đây, cái này người ta chế dây thép nha. Mọi người về không có dây thép thì mọi người để hai miếng nhựa, miếng su á, nhựa su mọi người dán vào đây. Dán không thì bắt vít vào đây. Đấy. Là nó dễ hơn. Thế còn mấy dây thép này thì sau này thay, không có thì mọi người thay đi nhé. Đấy, thùng cái chỗ bản lề này thì dễ chế, không có mọi người gắn cái bản lề cửa vào đây cũng được, rất là dễ nha mọi người. Đấy. Đây là con máy khoan Hitachi 12V nhá. Nó khoan Hitachi 12V. Con này thì ngoại hình nó thật chứ nó cũng xấu. Này, này. Xu rồi nó cũng bạc tróc này. Đấy. Như thế này. Nhưng mà con máy thì mình thấy là nó chạy rất là êm nhá. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Đấy. Đấy. Chậm này. Đấy, nhanh này. Đấy. 22 cấp trượt, 1 cấp khoan nha mọi người. 22 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy. Okay. Đào này. Đó. Hơi rung. Ok. Cầm con máy có vẻ hơi rung nhé. Đấy. Rồi. Anh nhau rồi. Ok chưa? Đấy, một bộ máy khoan Hitachi 12V. Đấy, ngoại hình xấu. Đấy, nhưng mà chạy trái phải ok, điều tốc ok, thắng ok nha mọi người. Cầm thì có vẻ hơi rung. Đây. Sạc còn sống nha, pin thì mình không bao cầm rồi, bán xem như vỏ pin. Số 39. 39 thùng này 950.000. 950.000 nha mọi người. Đây là thùng Hitachi nha mọi người. Thùng Hitachi. Đây. Đây là một con khoan bắn vít Hitachi 12V nhá, 12V nhá. Con này thì khá là ok, đầu mọi người thấy nó cũng ít sát này. Này, xu này. Xu nó cũng còn khá là ok, nhưng mà thường xu nó nát thấy chưa? Ít con nó còn được như thế này lắm. Này, máy êm ru nha. Máy rất là êm luôn. Điều tốc thắng ok nhá. Đảo chiều. Ok nha mọi người. Full chức năng. Đầu không rơ này, không gạt nhé. Đấy, máy ngay êm không? Rất là êm nhé. Ok nha mọi người. Đấy. Điều tóc rất là mượt luôn. Rồi, xong. Đây, một con máy khoan bắt vít Makita, Hitachi 12V nhé. Hitachi 12V. Đấy. Mấy anh em thường hỏi mình là dùng bắn tôn thì dùng cái gì được, thì bắn tôn thì 12V là đã bắn tôn tốt rồi mọi người nhé. 12V. Đấy. Bắt vít 12V là đã bắn tôn tốt rồi. Đấy. Ai có điều kiện thì chơi hàng lớn hơn 18V. Còn nếu không có điều kiện cứ xài 12V là vô tư rồi mọi người nhé. Xài 12V là bắn vít tôn ok rồi. Đấy. Mình bán cho đài những anh đi làm máy tôn với lại tôn cho chống thấm, chống đồ, người ta bắn với lại người ta đi bắn quảng cáo á. Người ta làm
người ta bắn tôn vô tư mọi người, sắc ly tư, hai ly rưỡi rồi gì bắn cũng được nhé. Này là số 40, số 40, thùng này 1.080.000, 40, 1.080.000 nha mọi người. Thùng Hitachi nha mọi người, một thùng Hitachi này. Đây là con máy khoan bắn vít Hitachi 12V, khoan bắn vít Hitachi 12V, thang rời thang ngoài nha mọi người, thang rời thang ngoài. Đấy, máy rất là êm nhá, điều tốc thắng ok, đảo chiều ok nhá. Đấy, thắng cạch cạch nha mọi người, đầu cứng nè, không bị cạc nhé. Đấy, con máy nhìn xu rồi còn ok không, chụp rồi còn luôn. Đấy, vỏ bên nhìn khá là mới nha mọi người. Ok, máy rất là mát nha mọi người, quạt rồi thổi gió rất là mát luôn. Đấy, cục sạc sóng. Pin thì mình bán mà không bao cầm, mình bán xem như vỏ pin nha mọi người. Số 41, 41, thùng này 1.250.000, 1.250.000 nhé. Đây, thùng Makita nha mọi người, thùng Makita. Con này thì là thùng khoan góc nhé, khoan góc. Thùng còn rất là đẹp nha mọi người, thùng còn rất là đẹp. Này, này, nó có tới 3 quả pin luôn nha mọi người, nó tới 3 quả pin luôn. Đây, cho người xem con khoan góc Makita 9V6. Con này thì ngoại hình quá ok luôn, quá đẹp luôn. Này, người xem này, đẹp không? Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy, nhìn ngoại hình đời con này mà rất là đẹp luôn. Đấy, ok. Vì khoan góc, khoan những cái chỗ mà nó khó mọi người, thế nó khó, khoan góc bắt vít góc vào những cái thế khó này nó hay bị cạ. Này, cái phần đầu này nó hẹp á, người ta kê vào nó hay bị cạ thì nó chỉ xước một ít chỗ này. Những con khoan góc mà nó xước ít như thế này là đã rất là tốt rồi nha mọi người, rất là tốt rồi. Tại vì thường những con khoan góc á nó nằm ở cái thế khó mọi người biết rồi, có lúc mà nó chỉ nằm cái kẽ nó chỉ hẹp chừng này thôi, nên nhát vào nó hay bị cạ xước rồi, nó cạ đào rồi rất là nhiều, nên nó rất là cũ nha mọi người. Cái đồ khoan góc á, thường nó toàn thế khó này hay bị cũ lắm, nhưng mà con này như thế này là rất là đẹp rồi. Hàng như con này là sưu tầm được luôn rồi nha mọi người, sưu tầm được luôn rồi đây. Đó, điều tốc thắng ok nhé, đảo chiều. Đấy, à. Đấy. Đó, đã chưa? Cải rất là phê. Êm lắm nha mọi người. Đấy. Này, cái nút này thì ai chưa biết thì mình nói nhé. Cái đây là cái cầu chỉ ngắt nha mọi người. Khi mọi người khoan trong góc á, mà lỡ may mà mọi người ấn nó bị cạt mũi hay gì, nó chạy khoan trong góc thì mọi người biết rồi, thế khó mà. Nhiều lúc nó chạy nó bị cạt mũi á, nó đứng máy kìa, nó đứng máy thì nó sẽ lên tải. Thì đây, cái cầu chì này nó sẽ ngắt, nó sẽ ngắt ra nha mọi người, nó sẽ tắt đi, nó ngắt để cho mình bảo vệ máy nhá, bảo vệ motor rồi bảo vệ cò rồi nó khỏi bị lên tải, nó chập trái nha mọi người. Này, cái này là ngắt đây, mình rút ra mình ấn lại,
khi nó ngắt mình rút ra mình ấn lại phát là sử dụng được bình thường nha mọi người. Ok. Đấy. Thùng này nó có tới 3 quả pin luôn. 3 quả pin luôn, 3 quả pin mình thấy nó còn chạy hết chưa? Thấy không? Cục sạc còn sống nha. Đấy, cục sạc sống. Lên đèn. Đấy mọi người, ok. Máy rất là đẹp. Một con khoan gốc Magitai 9V6. 9V6 với 12V là nó như nhau mọi người. 9V6 nó mát máy và nó tiết kiệm pin hơn. Đấy, 12V nha mọi người. Ok. Mình nói mọi người rồi, ai mà đã biết dùng đồ pin thì 9V6 với 12V là coi như là như nhau. Về mình đóng pin lại, mình đóng pin lại cũng 12V mà 9V6 về kẹp ắc quy đồ 12V rồi chạy vô tư nha mọi người. Đấy mọi người yên tâm. Mọi người có thích dùng nguồn dùng ắc quy kẹp hay dùng gì 12V đều dùng được nha mọi người. Con này là số 43. 43. Thùng này 1.250.000. 1.250.000 nhá. Đấy chuẩn sưu tầm luôn. Ok. Đây, một thùng Hitachi nha mọi người, một thùng Hitachi nha. Đấy, thùng Hitachi này khá là đẹp luôn. Đây, đây là con máy khoan Hitachi 12V nhé, máy khoan Hitachi 12V. Đấy, con này thì khỏi phải nói rồi, rất là êm. Chưa? Cấp trượt này, 22 cấp trượt, một cấp khoan nha mọi người này. Cái xu chỗ này nó hơi bị tróc tróc ra về, mọi người dán lại nè. Nó bị khô keo thôi nha mọi người. Người về dán lại tí thôi, không ảnh hưởng gì nha. Đấy. Này. Đấy. 22 cấp trượt, một cấp khoan. Chế độ nhanh chậm ok này. Đấy, full chức năng, máy rất là êm nha mọi người. Pin thì đâu khỏi phải nói, mình thấy nó cầm dễ sợ luôn. Mình thì mình bán mình không bao cầm pin nha mọi người, nhưng mà mình thấy nó cầm ghê lắm thì mình bảo với mọi người thôi. Pin bán xem như vỏ pin nha. Quá là mượt luôn. Ok nha. Đấy, cục sạc sống nha mọi người. bốn mươi bốn. Thùng này 1.240.000. 1.240.000 nha mọi người. Ok. Đây, một thùng Hitachi nha mọi người, thùng Hitachi. Đây. Đây là con máy khoan Buckwheat Makita. Khoan và Buckwheat Makita. Quay, nhầm. Khoan và Buckwheat Hitachi nha mọi người. Con này Hitachi. Thang rời thang ngoài nhé. Con này thì rất là mạnh, rất là trâu. Và nó gọn nữa. Mọi người nhìn thấy không? Này, so với cái bàn tay mình nè. Đây, nó gọn không? Rất là gọn nha mọi người. Đấy. Điều tốt thắng ok. Đảo chiều
ok nha mọi người, địa tóc thắng ok, đảo chiều ok. Con này ngoại hình thì đây, tem nó cũng mờ tróc rồi đây. Nhưng mà nó rất là đã nha mọi người, rất là êm. Rất là êm và phê. Đấy. Mọi nghe tiếng không? Tiếng máy không? Sướng không? Tua mà nó chạy hết. Này, bóp máy mỗi lần là nó giật giật như thế này đây. Đấy, nó thắng lại là không có độ giật như thế nha mọi người. Đấy chưa? Đấy. Nói thật, chứ những ai mà đã dùng cái đời này á, đời này không phải nói nữa, thái nó lượn ngay đấy. Anh em dùng đồ vải nói thật sự ra mình chỉ quan tâm tới là máy chạy êm ngon hay không thôi, cái ngoại hình nói thật ra thì cũng quan tâm đấy, nhưng mà vừa phải thôi, tại vì mọi người chọn những con nó đẹp cho lắm thì nó mắc hơn thôi mọi người, chứ còn máy bên trong nó ok. Nhiều con bên ngoài á, như về vấn đề đồ vải mà thời tiết hay đồ này kia nó bị ảnh hưởng bên ngoài đâu, nhưng mà bên trong máy chạy ngon lắm mọi người, nghe tiếng êm ru ra được ra đấy. Quả bên còn có siêu nắp đại đấy, thấy không? Thấy nhá. Ok, máy full chức năng này, đào không rơ nhá, không cạt gì cả đấy, chạy rất là đã. Đấy, như thế nha mọi người, nguyên bộ như thế. Pin thì mình bán mình không bao cầm đâu, bán xem như vỏ pin nhé. Đấy, cố gắng vỏ pin là tốt nhất mình để vào đây thôi, sạc sống nha mọi người. Ok, bốn mươi lăm thùng này 1.130.000 1.130.000 nhé.